Xin chào các bạn! Vào thời Ai Cập cổ đại, các pharaoh không chỉ là những người cầm quyền bằng xương bằng thịt mà còn được xưng tụng như thần thánh. Đế chế Ai Cập cổ đại đã tồn tại trong hàng nghìn năm và trong khoảng thời gian này có đến tổng cộng ít nhất 170 pharaoh. Theo các ghi chép lịch sử, Menes là pharaoh đầu tiên và nữ hoàng Cleopatra VII là vị pharaoh cuối cùng. Hôm nay, Top Tube xin giới thiệu đến các bạn 10 sự thật thú vị về các pharaoh. Một số trong chúng đã được biết đến rộng rãi, nhưng số khác thì lại không như vậy. 1. Cụm từ pharaoh chưa hề được sử dụng cho tới khoảng 1.200 năm trước công nguyên. Cụm từ pharaoh là dạng thức tiếng Hy Lạp của từ Pero hoặc Pa trong tiếng Ai Cập, vốn dùng để gọi nơi ở của hoàng gia và có nghĩa đen là ngôi nhà lớn. Danh từ này chưa hề được sử dụng cho tới khoảng 1.200 năm trước công nguyên. Các quốc vương ban đầu của Ai Cập không được gọi là pharaoh mà chỉ được gọi là vua. Chính trong giai đoạn Tân Vương quốc trở về sau, danh từ pharaoh mới được sử dụng để chỉ gọi vua. 2. Để trở thành một pharaoh phải trải qua rèn luyện cực khổ và lâu dài. Trở thành một pharaoh không phải là một việc dễ dàng, nó đòi hỏi một quá trình rèn luyện cực khổ, lâu dài và bắt đầu từ rất sớm trong cuộc đời của một pharaoh tương lai. Những đứa trẻ sẽ phải trải qua một loạt các hoạt động rèn luyện. Rất nhiều trong số những bài tập này là để tăng cường thể lực, vì các pharaoh thường chiến đấu ở tuyến đầu của đạo quân. Các hoàng tử sẽ đến các trường ngựa hoàng gia để học cách cưỡi ngựa và thuần hóa các con ngựa hoang. Họ cũng sẽ chạy đua đường dài để tăng cường sức bền, rồi sau đó tiếp tục với các chuyến đi săn và đánh cá. Đôi lúc, một hoàng tử sẽ thuyết phục một pharaoh phong cho cậu làm người đồng nhiếp chính. Khi một pharaoh chẳng may qua đời, ngai vàng sẽ được truyền lại cho người đồng nhiếp chính này. 3. Chỉ pharaoh mới được phép dâng cúng lễ vật cho các vị thần. Các pharaoh cũng là các vị quan tư tế tối cao và là người phụ trách dâng cúng lễ vật hàng ngày cho các vị thần. Chỉ các vị vua và hoàng hậu mới được phép tiến vào đền thờ nơi linh hồn của các vị thần trú ngụ trong các bức tượng được thờ cúng. Người ta tin rằng các pharaoh là những người duy nhất được phép tiếp cận và chạm vào tượng các vị thần. Thật vậy, trên các bức bích họa trong các đền thờ, chúng ta chỉ thấy các pharaoh dâng cúng lễ vật cho các vị thần chứ không phải ai khác. 4. Các pharaoh luôn được miêu tả với một chòm râu. Các pharaoh luôn luôn có một chòm râu dưới cằm. Trong hầu hết các trường hợp đây là chòm râu giả. Trong quá khứ, hầu hết đàn ông Ai Cập đều mày râu nhẵn nhụi, nhưng riêng các pharaoh, thậm chí cả các nữ pharaoh đều đeo chòm râu giả. Thông thường, các chòm râu được thắt lại thành một cái bím lớn. Người ta tin rằng chòm râu này khiến các pharaoh kết nối gần hơn với các vị thần. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của Top Tube nhé! 5. Pharaoh là người có quyền lực lớn nhất ở Ai Cập cổ đại. Pharaoh là người nắm giữ quyền lực cao nhất ở Ai Cập cổ đại. Họ có toàn quyền phụ trách pháp luật và trật tự, giao thương và công nghiệp, cũng như việc đánh thuế đất, đền thờ và tài sản cá nhân. Pharaoh cũng là người đứng đầu hệ thống pháp luật của Ai Cập. Nếu một người Ai Cập cảm thấy bị đối xử bất công, anh ta hoặc cô ta có thể trực tiếp kêu oan với pharaoh để đòi lại công bằng. 6. Pharaoh đeo một loại vương miện gọi là Nemes. Để thể hiện quyền lực và vị thế của họ trong xã hội Ai Cập, các pharaoh Ai Cập sẽ khoác lên mình trang phục nghi lễ và một số biểu tượng. Vương miện Nemes là một loại khăn trùm đầu kẻ sọc bao phủ toàn bộ phần cổ và phần sau đầu. Trên cùng vương miện Nemes là Uraeus, một loại rắn hổ mang. Rắn hổ mang là một dấu hiệu cho thấy pharaoh đã sẵn sàng tấn công kẻ địch bằng nọc độc và bất cứ lúc nào. Uraeus là biểu tượng của nữ thần Ai Cập cổ đại Wadjet. Các biểu tượng khác gắn liền các pharaoh là một cây gậy có móc và một cái néo cầm bắt chéo nhau. Cây gậy có móc mang hàm ý là pharaoh là người dẫn dắt và bảo vệ người dân của ông, còn cái néo là một công cụ giúp phân tách các hạt khỏi vỏ ngoài, nên nó biểu thị cho vai trò của pharaoh như người cung cấp lương thực cho người dân của ông. 7. Các pharaoh luôn được miêu tả trong hình tượng trẻ trung. Bất kể pharaoh ngoài đời thực trông như thế nào, ông luôn được khắc họa trong hình tượng một chàng trai trẻ trung, bảnh bao trong nền nghệ thuật Ai Cập cổ đại. 8. Pharaoh là hóa thân của vị thần trời Horus. Người Ai Cập cổ đại tin rằng pharaoh là hóa thân của vị thần trời Horus và sau khi ông chết, ông sẽ trở thành hóa thân của thần Osiris. Ông là vị thần chiến tranh và trấn tà, Rất nhiều người mang theo bên mình các lá bùa may mắn có hình dáng con mắt của thần Horus để thần trông chừng cho họ. 9. Tất cả các pharaoh đều trang điểm. Các pharaoh, bất kể là nam hay nữ, đều trang điểm. Họ tô vùng mắt bằng phấn côn làm từ các loại quặng ngầm dưới đất, khoáng chất chứa thành phần kim loại, không chỉ để làm đẹp mà còn để giảm thiểu độ phản chiếu ánh sáng. Ngoài việc nhìn nhận vẻ đẹp như thứ gì đó thần thánh, các pharaoh còn cần phải cảm thấy tiện nghi, thoải mái dưới ánh nắng chói chang của thung lũng sông Nin. Họ cũng tin rằng bằng việc kẻ mắt bằng phấn côn để tạo hình một quả hạnh, cặp mắt của họ sẽ trông giống cặp mắt của thần Horus hơn. Do đó, sự tương đồng này sẽ giúp họ bảo vệ bản thân trước các linh hồn hắc ám, cũng như phòng chống các bệnh về mắt. Các pharaoh cũng đánh đậm hàng lông mày và lông mi, và họ thích dùng phấn thoa mắt màu xanh lục và xanh dương. Các bức bích họa minh họa cuộc sống hàng ngày trong các đền thờ Ai Cập cổ đại cho thấy người nam cũng trang điểm, chí ít ở phần mắt. Trên thực tế, hầu như không thể tìm thấy một bức họa chân dung về một người Ai Cập cổ đại nào không đánh mắt. Trong tất cả các giai đoạn và triều đại, trang điểm mắt là một việc cần làm hàng ngày đối với cả nam và nữ. 10. Các pharaoh thường chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất sớm. Đối với các pharaoh, cuộc sống sau khi chết cũng quan trọng không kém cuộc sống thực tại của họ. Chính vì vậy, họ đã dành rất nhiều thời gian khi tại vị để chuẩn bị cho cái chết của mình. Do đó, không lạ gì khi thấy các vị pharaoh khi vừa mới lên ngôi đã bắt đầu dục dịch đi xây dựng lăng mộ cho bản thân mình. Lăng mộ pharaoh Seti I là lăng mộ lớn nhất trong thung lũng các vị vua với chiều dài hơn 130 m. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ Top Tube, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.